Cạn lời luôn. Thế thì chịu rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay chúng ta lại qua bên tài khoản cái chay của mình nhé. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái combo mà dạo gần đây mình đang rất là ưng ý. Tại vì vòng cung nó bị giảm sức mạnh mà, nên là mình đã thử chơi combo này và thấy rất là ưng ý. Đó chính là kill shot với khẩu bộc phá 6 năng lượng. Đúng vậy, 6 năng lượng các bạn nhé. Hiện tại cái hầm chứa của mình chỉ tầm 3 cả 4 sao thôi, nên là cái 6 năng lượng nó còn hợp lý. Chứ ví dụ hầm chứa của các bạn mà tầm 4k lực chiến này, 5k lực chiến này thì mình nghĩ là chơi rất là yếu nhá. Những bạn nào mà đang trong cái hoàn cảnh giống của mình ấy, đấy tầm 2k8 lực chiến này, hầm toàn 3 sao hoặc là đôi chút một con 4 sao như kiểu là stalker của mình chẳng hạn, thì các bạn nên thử nhá. Đấy, kill shot các thứ level 7, bộc phá của mình cũng level 7, 3 sao, mình lắp mình chơi thử và thấy rất là ok. Nhưng mà các bạn cần phải lựa chọn mục tiêu và con mồi tốt nhé. Như các bạn thấy là hầm của mình hiện tại không có dùng phi công nào đúng không? Như mình đã nói rồi, mình cũng chẳng có đồ gì ngon cả, nên mình tháo hết luôn ra chơi cho nó dễ. Thế mọi người có thể là thử chơi theo cách này của mình nếu mà đang thiếu thốn như mình nhé. Rồi, hãy đến với ván đấu đầu tiên nhé. Trận này 2v2 các bạn ạ, 2v2 Team 2. Ok. Rồi mình sẽ chiếm cái cột này đầu tiên nhé. Chắc hẳn mọi người đang rất là ngóng chờ những cái video free to play của mình đúng không? Free to play của mình đúng không? Nhưng mà như mình đã nói rồi, phải có cái gì đó hay hay thú vị thì mình mới quay. Còn không thì mình cứ gọi là cày cuốc trong im lặng thôi. Mình cứ cày cuốc trong im lặng thôi. Có gì hay hay thì mình sẽ làm video để cho các bạn tham khảo nha. Ví dụ như video chẳng hạn một con Shadow. Mình đợi chút xí nha, tông này, đùm. Với một con Shadow thì rất là dễ dàng thôi. Cho dù là phân khúc lực, đây đây anh bạn này nha, ngáo ngơ trên cành bơ này. Con này dùng thần tốc này, một, rồi. Rất là nguy hiểm nha, rất là nguy hiểm nha. Robot của mình cũng rất là yếu, rồi bị phế. Rồi nha, phế thì còn làm gì được mình nữa. Và đó anh bạn ấy khá là đen, lao lên thì bị Guardian team mình nó phế luôn. Cũng may mắn cho mình. Một con kill shot 3 sao. Đấy, tuy rằng là nó ở cái phân khúc gọi là cái gì nhỉ, cái tầng trên, nhưng mà 3 sao thì về mặt bằng chung ấy thì chống chịu không quá tốt các bạn nha. Nó không thể như một con Nomad 3 sao được. Một con Nomad là nó tận ở gọi là cái tầng gần trên cùng rồi. Đấy, cái hạng gần trên cùng rồi nên là nó chống chịu tốt. Đây này, pha này mình đợi nó bắn chút xíu đã nhá. Mình đợi nó bắn rồi mình lao đến, nhưng mà rất tiếc là nó bị hạ mất tiêu rồi. Tầm này HP thì mình chỉ trực chờ đối thủ hết đạn này hoặc là hết kỹ năng này thì mình mới tự tin lao vào nha. Xem nào, đây anh bạn này khá là thấp HP này, mình từ từ quan sát chút xíu ra, mình quyết định lao ra đây này. Rồi, nhìn thấy mình hay chưa, mình bị lộ tầm nhìn rồi đấy, nhưng mà thấy mình hay chưa. Rồi con, rồi bắn thiết cũng hụt kìa, con bot kia vô dụng quá. Rồi mình thấy phóng lao phá xoáy gì đó, mình tiếp cận ăn được nha. Rồi nha, đấy chớp cơ hội ngay. Anh bạn này vẫn ngáo ngơ không biết mình đứng sau lưng này. Bạn ơi, mình sau lưng này. Trời ơi, bạn này không hiểu là nhìn đi đâu ấy, mình đứng ngay sau lưng mà không biết. Ok, đồng đội đang bảo mình là hỗ trợ nhưng mà mình thì cũng đang gọi là đi. Rồi rồi, ngon này. Một điểm, con này. Hai điểm, thơm. Lai liền, ok nha. Rất là tốt, chớp cơ hội làm mọi người. Đây này. Ôi, anh bạn này không biết nghĩ cái gì đấy. Hình như kia là hai khẩu cái gì, cái. Rồi, cố đấm ăn xôi nha. Rồi xong mình rồi đấy. Pha này mình cố đấm ăn xôi thôi. Đấy các bạn thấy không, vẫn có người chơi khẩu này. Mình đã làm hẳn video là chơi những cái khẩu công kích rồi mà vẫn có người chơi khẩu này. Mình đoán là đây không phải là một người chơi Việt Nam đâu, chứ mình tin tưởng rằng những cái bạn xem kênh của mình ấy sẽ không đầu tư mấy khẩu ý cho, đặc biệt là anh bạn ấy còn dùng cho Panther, nó mới phí nhỉ, rất là lãng phí luôn. Thà rằng là lắp bệ tên lửa, lắp bệ pháo đi, đấy nó còn đỡ, chứ còn chơi thì nó là tụt giảm đi giá trị của một con Panther đi bao nhiêu. Thôi, mình không giữ nổi. Đây, nó có cái dấu hiệu khóa vào người mình chạy cái đã. Mình không giữ nổi cái con kill shot thì đến cuối trận thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Mình sẽ chơi Stalker, rồi thì trận đấu của mình nó cũng gọi là có cái màn thể hiện khá là ok với kill shot combo ấy rồi. Rồi nha, có gì trận sau mình sẽ mời các bạn thưởng thức tiếp.
bên kia một hai con này, mình sẽ chạy ra đây nha. Đây này, con này này. Rồi rồi, có con này nha. Rồi, ui, nó cầm bật phá. À nhầm, nó cầm Ember Gun. Dã man luôn các bạn ạ, cái con nhện. Dưới này con nhện nó toàn cầm Ember Gun thôi. Khiếp, đi đâu lôi thì quay đi ngoảnh lại thì nó ngay sau lưng rồi, nó bắn cho hai cái đọt bay màu luôn. Rồi nha, tầm 50m. Rồi. Cứ tầm 5x là chơi được thôi. Nó bắt mục tiêu rất là dễ. Mình định rồi nhưng mà 99-100 mất tiêu này, win rồi. Đó. Ok, MVP về combo này nhá. 7 điểm không quá là nhiều, nhưng không sao. Rồi, hay đến với bàn đấu thứ hai của mình nhá. Ở trận này thì 1v1, một bạn player gì đó thang 123. Ui rồi, tốc biến ghê thế. Rồi mình sẽ đi ra đây nha. Chiếm cái cột này đầu tiên. Mình đang để cái chế độ ngắm bắn mặc định. Khi mà các bạn để chế độ ngắm bắn mặc định ấy, thì chơi cái combo với những con lướt nhanh ấy, như kiểu là Killshot này hoặc là Nomad chơi các thứ thì nó bắt mục tiêu cho các bạn rất là nhanh. Không biết là các bạn có giống mình không ấy, nếu mà chơi cái chế độ ngắm theo chiều dọc ấy, kiểu mà mình chơi cận chiến kiểu tốc độ nhanh ấy, thì đôi khi cái tâm mình kéo không có kịp. Đấy, mình kéo rất là lung tung luôn. Nhưng mà khi mà mình dùng cái tâm ngắm này ấy, thì nó kéo tâm cho mình luôn. Đấy, như này này, đấy mình quay ra nó kéo luôn. Đôi khi trong những cái tình huống này này thì cái tâm của mình rồi, làm ơn đừng. Rồi may thế chứ nị. Dã man. Đôi khi trong những cái tình huống như này, rồi anh bạn này này, ô ngáo ngơ chơi canh bơ này. Ô này. Rồi. Này thì có thoát được không? Ngáo ngơ chơi canh bơ. À gì nhỉ? Những cái tình huống mà mình kiểu giáp lá cà với tốc độ cao như vậy thì đôi khi cái tâm của mình nó trúc xuống đất các bạn ạ. Đấy, thì mình lại phải có cái khoảng thời gian mình kéo lên. Đấy, nó mất thời gian, đôi khi là gặp cái tình huống một chút vài giây các bạn kéo thế thôi, nó cũng bất tiện cho các bạn rồi đúng không? Nó khiến cho các bạn không có lợi thế đúng không? Nhưng mà khi các bạn sử dụng cái tâm ngắm này thì nó kéo nhanh lắm. Khi mà các bạn đã vào cái tầm ngắm đối phương thì nó kéo luôn cho các bạn. Đây này, con này thì mình lao xuống mình bắn này được không? Ngon. Rồi mình chạy nha, mình không có cơ sở để chơi con này nha. Nó cầm Ember Gun thì phải, thôi chạy nha, chạy là thượng sách nha, tẩu vi thượng sách nha. Nó vào đến gần cái đấy thì với 3.7k HP này của mình thì làm được cái gì? Rồi lên đây quan sát tiếp nhá. Đây quan sát tiếp. Ok. Rồi nha. Đây này, những kiểu trường hợp này này nó sẽ kéo theo xuống. Một tông này ngon lành này. Quan sát mục tiêu, lựa chọn mục tiêu xem nó chơi con gì này. Có kỹ năng phụ hay không, tấn công được các bạn hay không. Đấy, những cái Zephyr này này không nên lại gần nha. Vỡ mồm đấy. Phải đợi hai con này khống chế lẫn nhau đã. Mình định lại nhưng mà chưa được, tại vì con này nó tỉnh ngay, mà tỉnh mà nó còn chưa sử dụng khống chế nữa. Rồi đây này, bây giờ mới vào được đây này. Đấy, tầm này vào thì nó ngon rồi. Nó đã sử dụng chiêu thức khống chế nó rồi thì các bạn sẽ không sợ nữa. Trong này khá là đông, con này thì đông HP, mình lấy xem nào. Ui, nó vùng xuống điện, chạy nha. Pha này thì mình chạy nha. Mình không có cơ sở, nhất là nó lại làm rồi anh bạn này trên đầu mình này. Mình quyết định chạy nha. Nhất đấy là lại một con Agent nữa. À, cái độ HP nó chống chịu được rất là tốt, mình không dại gì mà đâm đầu vào đâu. Rồi mình nghe tiếng bệ tên lửa xả rồi nhá. Nghe tiếng Mistrax xả rồi nhá. Ôi, xuống điện này, như đang nhìn xuống nhá, nhìn cái anh bạn kìa. Đó, thấy chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Mình nhìn thì mình thấy là vũ khí của anh bạn ấy đang trúc xuống. Có nghĩa là anh bạn ấy đang kéo cái tâm xuống để nhìn bên dưới. Nếu mà như vậy thì mình có thể tự tin rằng là sẽ không chú ý đến mình đâu, tại vì mình đứng mạn sườn như thế mà còn trúc cái tâm như vậy thì chắc chắn là không để ý đến mình đúng không? Nên là chớp lấy cơ hội mình sốc sát thương thật là nhanh thì mình sẽ có cơ hội là thắng thôi. Ôi, 179 HP các bạn ạ. Dã man. Không biết mình tồn tại đến bao giờ. Chạy nha. Không có cơ sở luôn ấy. Con Agent này nó rất là trâu. Nhìn này. Nhìn cái con nhện Aranos team mình này. Nó giết cho thì ba má nhìn không ra thôi chứ gì nữa. Rồi nó win rồi đấy. Này không ổn rồi. Mình không có cơ sở nào để tiếp cận con ấy luôn ấy. Cứ vào gần là hẹo ngay. Mình phải đi ra đây nha. Lựa cơm gắp mắm thôi chứ biết sao được. Mình sẽ đợi xem nào. Tại vì chừng này HP mà, mình quan sát kỹ thêm chút nhé. Cái con kia nó vẫn ở kia, nó cân 2, cân 3. Khó rồi. Khó nha. Đâu rồi? Yên lặng quá. Đây, bên này đông này. Thôi, củ đập ăn xôi vậy. Ôi, không được rồi. Bên này vẫn còn á. Mình đứng đây thôi. Khó ghê nhở. Tiến thoái lưỡng nam quá. Cái làm gì bây giờ? Con kia cầm bệ tên lửa. Rồi, còn 1 phút. Thôi, gặp đúng con này là mới đau chứ nị. Cái con này là cái con mà mình
rất là ngại khi phải cận chiến với nó. Đấy, các bạn thấy nó ném mình không? Phôn dã man luôn. Nó không kiểu, nó không biết mình nhưng mà hệ thống nó báo có mình ấy. Chán ghê, thôi không sao. Cũng gần kết thúc trận đấu rồi, mình cũng chơi rất là cố gắng rồi. Chơi cực kỳ cố gắng luôn. Tuy rằng ấy là cái hệ thống nó báo ấy là à, có cái thằng nó đứng gần mày rồi đấy. Nhưng mà trên thực tế thì cái hệ thống nhắm mục tiêu của nó vẫn chưa nhìn thấy mình. Nên là nó cứ đi tiến rồi lại đi lùi và nó ném mình luôn. Đấy, bởi vì cái hệ thống nó báo là có một cái thằng đứng gần mày đấy. Nhưng mà cái con bot ấy nó trên thực tế nó vẫn chưa nhìn thấy mình trong cái khoảng là nhắm mục tiêu của nó ấy. Thế nó mới buồn cười này. Ok, 9 điểm, rất là tốt. Video ngày hôm nay thì mình đã mang đến cho các bạn một cái combo mình nghĩ là rất là tốt, bởi vì cái bộc phá nó bán rồi. Các bạn có thể chơi kill shot với bộc phá 6 này, kill shot với bộc phá 8 này, hoặc thậm chí nếu mà được các bạn có thể thử với 14 nếu như mà các bạn đang ở cái mức năng lượng nào đó. Từ cái hồi mà khẩu bộc phá này bán ấy thì chắc chắn rồi, cái khẩu shotgun nó đang dần dần là không ai chơi nữa. Khẩu shotgun bây giờ nó chỉ mang cái bước đệm khi mà các bạn mới chơi game, các bạn mua như đợt trước mình mua để lắp trong Garden các thứ thì rất là ngon. Nhưng mà khi mà các bạn đã lên những cái hạng khác rồi đấy, thì hãy cứ chọn những cái mức vũ khí ngon, mức giá tốt để các bạn chơi nha. Bộc phá rất là tốt, các bạn hoàn toàn có thể thử nha. Ok, nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn chưa thử thì hãy cứ thử nhé. Chơi giữ vị trí tốt hơn này, quan sát tốt hơn này, thì mình tin là từ đầu trận đến cuối trận ấy thì combo kill shot với bộc phá nó hoàn toàn vẫn có thể tồn tại. Nó không bị gọi là hạ gục giữa chừng như của mình đâu. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!